Ngày 7 tháng 1 tại Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Vũ Văn Hoại, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các bộ, ban ngành Trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về phía Vietinbank có đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng chí Trần Minh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc cùng các ông bà, người lãnh đạo Vietinbank qua các thời kỳ, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Vietinbank và các cán bộ chủ chốt trong hệ thống. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ cho biết, kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank trong năm 2019 đã hoàn thành vượt các mục tiêu đề ra. Tăng trưởng tín dụng 7,2% so với cuối năm 2018, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,2%, lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018. Bên cạnh đó, Vietinbank tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự nhằm nâng cao năng lực quản trị và điều hành, quản trị rủi ro, chuyên môn hóa hoạt động kinh doanh và tiếp cận với mô hình tổ chức hoạt động ưu việt. Tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Vietinbank đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Vietinbank. Ghi nhận và biểu dương những kết quả Vietinbank đạt được trong năm qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đánh giá cao Vietinbank với tinh thần tiên phong, gương mẫu, luôn đi đầu, chấp hành các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thực thi các hoạt động tiền tệ. Vietinbank đã rất quyết liệt triển khai có kết quả các mục tiêu, giải pháp trong phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt, Vietinbank đã rất tích cực tham gia cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chia sẻ về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ khẳng định, thời gian tới, Vietinbank tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, tăng vốn điều lệ, thực hiện có kết quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình của phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Thực hiện thành công chiến lược phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững của Vietinbank, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân Vietinbank đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Chính phủ ghi nhận và vinh danh có những phần thưởng cao quý. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.